Thưa quý vị và các bạn, việc doanh nghiệp để công nhân lao động ăn uống ở lại dài ngày ngay tại nhà máy là một tiền lệ chưa từng có. Thế nhưng, trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, thì phương án 3 tại chỗ này lại trở thành mô hình hay cần được nhân rộng. Tại Đà Nẵng, một số doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai mô hình này. Từ ngày 21 tháng 6, công ty sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine, gọi tắt là UAC, tại khu công nghệ cao Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai mô hình 3 tại chỗ cho công nhân lao động, đó là ăn, ở, làm việc ngay tại nhà máy. Mô hình này xuất phát từ khi một công nhân làm việc tại công ty hàng không vũ trụ UAC dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, gọi những trường hợp cách ly tập trung theo quy định của ngành y tế, doanh nghiệp này tổ chức cho 50 công nhân thuộc diện F2 có liên quan đến yếu tố dịch tễ được làm việc và ăn ở ngay tại nhà máy. Những công nhân không liên quan đến yếu tố dịch tễ vẫn đi làm và về nhà trong ngày. Chúng tôi có một nơi rất là tuyệt vời, đó là cái căn tin của công ty, một nơi rất là phù hợp để trở thành một điểm cách ly tại công ty, để phù hợp với cái mô hình ba tại chỗ, ở chỗ là chúng tôi có bếp ở trong khu vực căn tin, có máy lạnh, có chúng tôi cung cấp đồ ăn và thức uống, cũng như là lều để ngủ, và trên mấy cái bàn thì cũng có cái vách ngăn để mà khi họ ăn thì họ sẽ không tiếp xúc với nhau. Và quan trọng là chúng tôi cũng cung cấp tất cả các nhu yếu phẩm từng cần thiết để mà tất cả những người ở khu cách ly đều cảm thấy như đang ở nhà. Và vấn đề ăn uống cũng như là vệ sinh hay là tất cả những nhu yếu phẩm cá nhân là được công ty hỗ trợ tốt nhất có thể. Thì tụi em được kiểm tra mẫu xét nghiệm hàng tuần và hàng ngày thì tụi em được kiểm tra nhiệt độ 4 lần trên một ngày, thì tụi em cũng cảm thấy là yên tâm và không có sự lo lắng gì mà tập trung vào sản xuất. Công ty UAC có gần 700 cán bộ công nhân viên. Để tránh dừng sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng, công ty cũng đã có phương án tổ chức cho tất cả công nhân làm việc và ở tại chỗ nếu tình hình diễn biến dịch phức tạp hơn. Qua kiểm tra thực tế, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đánh giá cao mô hình và trao 50 triệu đồng hỗ trợ cho người lao động của công ty. Chúng tôi cho rằng đây là một mô hình có thể rút được rất là nhiều kinh nghiệm cho những doanh nghiệp ở địa bàn khu công nghiệp Đà Nẵng trong thời gian sắp tới. Nếu như trong doanh nghiệp có một ca nhiễm hoặc là có những cái nguy cơ bị lây nhiễm như các đại công ty ở đây. Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, trong tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, việc triển khai mô hình 3 tại chỗ tổ chức cho công nhân làm việc và lưu trú tại nhà máy là hợp lý. Nên ban quản lý đã triển khai mô hình này đến tất cả các khu công nghiệp và khuyến khích hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện. Thì ban quản lý chúng tôi đã triển khai đến tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao và các cái khu công nghiệp một phương án 3 tại chỗ để mà giữ trụ cột của tình hình mà dịch bệnh bùng phát. Thì đó là sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ và ở tại chỗ. Các doanh nghiệp phải đảm bảo được cái đời sống cho người lao động để mà người lao động ổn định sản xuất. Cũng theo Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, đến thời điểm này, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp vẫn hoạt động sản xuất bình thường và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với dịch bệnh bùng phát. Hiện nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục đăng ký triển khai mô hình 3 tại chỗ để hoạt động sản xuất không bị gián đoạn và chuỗi cung ứng không bị đứt gãy, góp phần hạn chế việc lây lan COVID-19.